Chương trình Đồng Nai ngày mới tiếp tục với các thông tin kinh tế đời sống đáng chú ý. Như đã thông tin, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện 103 về hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh cuối năm 2024 và những năm tiếp theo. Đáng chú ý, Thủ tướng yêu cầu các bộ cơ quan địa phương tập trung điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ đồng bộ hài hòa với chính sách tài khoá. Trong đó, Ngân hàng Nhà nước chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương và các cơ quan liên quan điều hành lãi suất hài hòa hợp lý, đồng bộ với điều hành tỷ giá và các công cụ chính sách tiền tệ khác. Tiếp tục phấn đấu giảm 1 đến 2% lãi suất cho vay, nhất là cho các động lực tăng trưởng truyền thống, các ngành mới nổi, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, nhà ở xã hội. Theo Ngân hàng Nhà nước, đến cuối tháng 7 năm 2024, lãi suất cho vay bình quân ở mức 8,3% trên một năm, giảm 0,96% so với cuối năm 2023.